thưa quý vị, ngày 18 tháng 5 là ngày đáng ghi trong lịch sử, vì đó là ngày đấng cứu thế khai sinh chính giáo, là ngày vui nhất của nhân loại đại đồng. Đức giáo chủ với lòng từ chan chứa nên sự lập đạo của ngài phải xuống trần nhằm lúc nạn eo gặm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Ngài cũng tiên tri là ngài sẽ xa cách tín đồ để quá chúng độ tha, bởi vì đâu đâu ba tánh cũng người trời xanh. Trước khi ra đời, ngài có viết bài tựa đề Dặn Dò Bổn Đạo với lời văn ngọt ngào thấm thía. Ngài cho biết sứ mạng của ngài sẽ dâng sắc lệnh Tây Phương, thế mà người đời không hiểu, cứ chế nhạo chống kình. Nhưng lòng từ chan chứa, ngài giảng luận bát chánh đạo và dặn dò cặn kẽ như một đấng từ mẫu. Ta giàu có cách thôn hương, giảng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Bài Dặn Dò Bổn Đạo Đức Thầy viết tại Hòa Hảo lỗi tháng 2 năm Canh Thìn. Kính mời chư quý vị cùng chư quý đồng đạo lắng nghe lại lời châu ngọc của Tổ Thầy, sẽ do hai đồng đạo thành lòng nhắc lại. Nguyễn Thị Ngọc Dung. Thơ bài chánh niệm dạy thầy, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Trương Ngọc Giàu. Xét rằng ta đã rời xa, ba già lại vậy mà bình an. Sẽ thành lòng nhắc lại. Nam mô A Di Đà Phật. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo. Xuân trần bụi nạn yêu gặm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hạ quân xanh chúng em mù, Tây Phương sắc lệnh dân vô Nam kỳ mượn nhầm một sắc nhu mày, giảng dần sao tháng vậy thì xem sao. Rất buồn ba tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao. Viết ra giảng kệ bốn bài, giảng từ trần thế lui hài bốn phi. An nam phong quá lễ nghi, đời nay văn vật bỏ đi chẳng dình. Mặn lo chế nhạo trong kình, chẳng toan đạo đức mà dình thôn hương. Ta đây dường thể như lương,
dân chẳng nề nắng sương lắm đầu. Sáu trăng thầy tớ dạy dầu, quyết lòng truyền ba đạo màu mà thôi. Bồng lai điên dạy có ngồi, Tây phương cực lạc khùng ngồi tỏa sen. Từ bi ngọn đuốc mới nhiên, giả như mở cửa mà then còn cầm. Dân tình sai xế dập bầm, nào hay ta đã thương ngầm sanh linh. Xét rằng ta mở hoài thinh, đạo màu chuyển pháp mà thành lành không hay. Trớ triêu con tạo thay lai, lỗi âm sắc lĩnh đòi rài hỏi han. Cúi đầu tâu trước Phật đàn, lê dân ngoan ngành xóm làng cử khôi. Đầu đuôi tâu lại khúc nôi, một trăm mấy đằng ôi thôi. Mười người mặn lo cao thấp ngạo cười, bởi chân trần hạ biến lời không lo. Di Đà nghe tâu buồn xo, dạng dân ba tánh đắng đo nhiều bề. Làm sao cửa Phật vừa kề, hung sùng tàn ác khó bề dạy khuyên. Thầy cũng trò lại quá điên, khùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ. Tưởng xưa dấu cũ còn mờ, không lo tìm kiếm bên bờ mà nương. Nói cho bổn đạo đặng tường, dạy dân nào có gạt lường. Chi dân chi mô đà giữa cầu ngân, người xưa trở gót mấy lần ai hay. Đời nay chưa vẹn thảo ngay, thì là khó mày người xưa. Dài đời nào quang nắng mưa, ước mong ba tánh sớm ưa tu hành. Đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao trẻ chữ lành cho sống con.
học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ. Hiếu trung truyền tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Từ đây ta mắc bốn ba, dời chân ra bắt đặng mà dạy khuyên. Dạng dân nên trọng Phật tiên, dễ người lời dạy đó riêng một mình. Bắc Nam chờ đợi cuối thành, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, viết thêm một khúc ngâm nga dặn dò bốn đạo. Vậy mà ta giàu có cách thôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thích Ca còn phải tước hàm, lầu cao cửa rộng mà ham tu hành. Phật tiên dũng kẻ lòng thành, đạo chân thì ít ai hành thiệt tâm. Trí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Nào đâu dân có biết ăn, mạnh rồi tưởng Phật dạy thần làm chi. Đây này lời lẽ ráng ghi, thương đời nên mới làm thi khuyên đời. Ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bổn đạo dạy thời ráng nghe. Dạo ấy tại phép bài khoe, hàm linh hàm nghiệm sợ e cho phải cột phải kèo, phải dài phải dế mà theo kéo lầm. Ngọc kia dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lầm khổ hình. Ách trời nạn nước thành lành, người hung cư mãi chống cần với ta. Theo tài học cũ năm na, hỏi ai tri thức tầm mà càng sâu. Lúc này chưa thể ngồi lâu, tách rời chốn khác ngõ hầu dài răng. Tín đồ cùng các chư tăng
Từ rài sắp đến nói năng chọn lời. Bất phiền bất não cuộc đời, ráng nghe lời dạy dạy thời hành y. Đạo màu bát chánh ráng ghi, thứ nhất chánh kiến diệt chi xem nhìn. Luận bàn chân lý cho minh, chuyện chi sẽ đón xảo tinh mới là. Thứ nhì chánh mạng vậy mà, việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ hẳn ngay mới màu. Thứ tư chánh nghiệp mặc dầu, nghề chi thì cũng ngõ hầu làm ngay. Tà gian tánh ấy tù đài của người tham nhũng, nghề này chớ ham. Thứ năm tinh tấn hỏi đàm, sạch trong kỹ lưỡng mà làm mới ngoan. Thứ sau chánh ngữ liệu toan, nói năng đều chánh thì an chớ gì. Thứ bảy chánh niệm dậy thì, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Thứ tám chánh định chớ lầm, từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên. Ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hở hên với người. Hành ấy thì đang vàng mười, tùy lòng tùy sức của người đời nay. Tu nhân hiền hậu cũng hay, dạy đời phải viết ngày rày cho tinh. Rút trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm in gián này. Thấp cao các bậc chớ chạy, kẻ ngu người trí nghe thầy giải khuyên. Sớm khuya ba tánh cần chuyên, nghe lời dạy bảo cánh tiên giữa kề. Lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bốn đạo chớ hề lãng sao. Trì lòng chớ có nũng nao, từ đây nhân vật mòn hao
lần lần. Mấy lời nhắn lại ân cần, bốn đạo xa gần nghĩ càng mới hay. Tu trì nguyện ước cầu may, thượng quân hồi phục là ngày an cư. Học câu hỷ xa đại từ, nói gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần. Bốn năm tàu bắt tàu tần, chúng sanh ráng nhớ thầy gần cùng ta. Xét rằng ta đã rời xa, ba già ở lại vậy mà bình an. Kìa kìa anh hô hoa khoan, tình lang dễ mất hô hoan. Sớm lo sắp đặt luyện tài, Phật trời phân định mặt mày mới sinh. Ơn trên lượng rộng thanh thanh, từ bi khuyến giải mặt tình nghe không. Giống hiền như thể gieo bông, nhụy đơm thơm phức màu hồng xuê sang. Dân ta dòng giống tiên ban, chớ đâu có giống ngộ ngang hung sùng. Mặt tình ba tánh có dùng, ai muốn nghe khùng chép lấy mà coi. Lấy tâm lấy trí xét soi, thầy đi dạy bắt thử coi lẽ nào. Thôi thôi dân chớ hùng hào, khung từ bốn đạo tàu đào bắt đô. Nam mô A Di Đà Phật.